Sau thời gian nỗ lực khắc phục khó khăn trong công tác quy hoạch, lập dự án, tổ chức thi công, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư cũng như ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, dự án đường vành đai thành phố Tân An được chính thức thông xe vào sáng nay 23 tháng 12. Tham dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Hoàng Văn Liên, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng. Về phía tỉnh Long An, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Giang Được, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Giang Úc cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo bộ ngành trung ương và tỉnh đến dự. Dự án đường vành đai thành phố Tân An là công trình trọng điểm theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ 10 và 11, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xây dựng hạ tầng đô thị, kết nối giao thông, phát triển kinh tế xã hội của thành phố Tân An và các huyện lân cận. Việc đầu tư hoàn thành công trình, đưa vào sử dụng còn góp phần thúc đẩy phát triển các khu dân cư, thương mại dịch vụ của địa phương. Để đạt được kết quả này, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Giang Được đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh cả hai nhiệm kỳ, sự tích cực phối hợp tháo gỡ khó khăn của các sở ngành, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, trân trọng cảm ơn gần 1.900 tổ chức, hộ gia đình dọc hai bên tuyến đường đã đồng thuận chủ trương bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng kịp thời để triển khai thi công các hạng mục công trình. Chúng ta vui mừng và phấn khởi tổ chức lễ thông xe tuyến đường vành đai thành phố Tân An. Nhưng công việc phía trước cũng còn không ít khó khăn, bộn bề như tiếp tục giải phóng mặt bằng, tái định cư, hoàn thiện công trình. Cho nên, tôi đề nghị Ủy ban Nhân tỉnh tập trung chỉ đạo các sở giao thông, vận tải, Ủy ban Nhân thành phố Tân An, các ngành và các đơn vị thi công tập trung với tinh thần quyết tâm, quyết liệt và hoàn thành tất cả các hạng mục của công trình trong thời gian sớm nhất với chất lượng cao nhất. Trong đó cần lưu ý triển khai ngay phương án khai thác quỹ đất hai bên đường vành đai thành phố Tân An và các tuyến đường kết nối để đảm bảo hiệu quả, khả thi, đồng bộ và phù hợp với định hướng quy hoạch của tỉnh và của thành phố Tân An để tạo nguồn lực và động lực mới cho sự phát triển tỉnh trong thời gian tới. Dịp này, 23 tập thể và 13 cá nhân được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh do có thành tích tiêu biểu trong đóng góp xây dựng tuyến đường vành đai thành phố Tân An. Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 3.100 tỷ đồng, trong đó chi phí đầu tư xây dựng hơn 1.660 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng hơn 1.440 tỷ đồng, tổng chiều dài gần 23 km, có 5 cầu đi qua thành phố Tân An và huyện Thủ Thừa. Đây là cầu nối giao thông quan trọng từ cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, quốc lộ 62, quốc lộ 1 và dọc hai bên sông Vàm Cỏ Tây hướng về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Công trình còn là trục giao thông liên kết giữa Tân An, Châu Thành, Tân Trụ, Thủ Thừa, mở ra không gian phát triển, tạo điều kiện hình thành các khu đô thị mới kiểu mẫu, góp phần đưa Tân An sớm trở thành đô thị loại 1, thân thiện, văn minh, hiện đại. Thưa quý vị, đường vành đai thành phố Tân An sau khi hoàn thành sẽ góp phần giảm áp lực cho quốc lộ 1 cũng như khu vực trung tâm, chuyển hướng lưu thông ra các vùng ven ngoại thành, đồng thời còn góp phần đẩy mạnh liên kết vùng giữa các tỉnh miền Tây Nam Bộ với thành phố Hồ Chí Minh và miền Đông, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố Tân An nói riêng cũng như tỉnh Long An nói chung.